Xin chào mấy bạn ha. À, mấy bạn giờ Hữu chuẩn bị đi hái vú sữa mấy bạn. Thì bây giờ cũng đang vô mùa cái vú sữa rồi, nghe nói ở gần nhà và bên vợ mình á có nhà nó có cây vú sữa cổ thụ lâu năm lớn lắm mấy bạn. Bây giờ Hữu chuẩn bị Hữu đi hái nữa mấy bạn. Để chút xíu Hữu tới cây vú sữa này Hữu quay cho mấy bạn xem ha. Đây Hữu lên tới cây vú sữa mấy bạn. Mệt quá cho bạn. Đây. Mấy bạn thấy xa cao không? Thì nãy Hữu quên Hữu để nội xuống em mình quay mà. Hữu lên tới đây này à. Vú sữa nè, trời ơi mà mệt lên đó tới đây này thấy vú sữa nó mê khô quá trơn nè, cao quá các bạn không ai trèo lên hái được á, để khô quá trơn quá trời luôn. Tuy nó không có lớn trái các bạn nhưng mà vú sữa này nhà trồng mà không có phân thuốc gì đâu các bạn. Hữu không mới vừa mở trái vú sữa nha mấy bạn, bây giờ Hữu thích ăn trái vú sữa trên cây cho mấy bạn xem ha. Đây Hữu đang ở trên một cây luôn nè. Đó là thấy cây dừa cao vậy không? Bằng với cây dừa luôn mấy bạn. Giờ nhìn xuống cao dã man luôn. Giờ giờ Hữu mời mấy bạn nha. Đây Hữu mời mấy bạn ha. Không phải nãy giờ giờ không mới ăn mới không. Ngon các bạn, ngon. Nè, không có gì ngon bằng ăn tại bếp tại vườn tại cây hết nữa nè. Tuyệt vời luôn. Leo tới này mệt rồi. Nó là mấy ăn không? Đây là lần đầu tiên Hữu leo cây vú sữa, lần đầu tiên ăn vú sữa trên cây luôn. Và đã, ngon rồi em. Đó. Đây là mấy cái vú sữa còn lại nữa nè. Khô hết trơn luôn rồi. Thấy không? Nước khô đây. Quay với bạn cây vú sữa nó cao quá nè. Đây. Đó. Đây các bạn. Quay lên tút tiền ghê luôn. Hey, thành quả nó dài. Cảnh khô quá trời luôn. Cái sữa cao giá mà.